Cảm ơn nhé. Không thấy gì à? Thấy cái gì à? 25 tuổi mà giọng điệu như một ông khốt tam mít 450. Biến chứng tiểu đường gây mờ mắt, giảm thị lực, mất cảm giác, tê bì chân tay, suy thận, yếu sinh lý, cao huyết áp. Boni Diabetes giúp hạ đường huyết, giảm mỡ máu, hỗ trợ điều trị biến chứng tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt, thần kinh. Boni Diabetes không lo biến chứng bệnh tiểu đường. Chàng đừng lo, đã có Boni Gút rồi. Boni Gút với thành phần thảo dược giúp trung hòa axit uric, lợi tiểu, tăng đào thải axit uric, hỗ trợ điều trị bệnh gút. Boni Gút không còn nỗi lo bệnh gút. Chúc các con hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Đừng lo, đã có BoniHair rồi. BoniHair giúp khôi phục màu tóc tự nhiên, ngăn chặn và đảo ngược quá trình bạc tóc, chống rụng tóc. Có BoniHair không lo bạc tóc. Này, ông ấy là phải lấy vợ của tôi. Nó hờ. Vợ ông là tuổi tôi tản luôn nhá. Vợ ông đây 4 năm 1. Làm sao mà bằng chứng thuận 3 năm 2 của tôi được. Này, tôi không đam mê bóng đá. Tôi không biết được cái chiến thuật 4-3-2-1 gì đó của ông. Cái đam mê của ông tôi không biết. Tôi có việc cho ông đây. Việc gì? Có nghe tôi không đấy? Nói đi. Bây giờ tôi có các chiến thuật tìm vợ cho ông. Tìm vợ. Phải. Này, hỏi thật nhé. Vợ tôi có hay chiến thuật nào? Ông bỏ bóng đá không đi. Tôi hỏi này. Nói đi. Hỏi nhá. Có bao giờ ông soi gương gắm cái răng nhan của ông thì nhỉ? Cái này nào mà chẳng ngắm. Không thấy gì à? Thấy cái gì? Thấy cái mặt mình thì thấy cái gì? Thật đấy. Này, đây tôi bảo nhá. Sát đây. Anh ui, gì đây? Tóc cái gì? Tóc thế nào? 25 tuổi mà tóc bạc này này, ông nội ạ. Chuyện bình thường ấy. Thế bây giờ tôi suốt ngày ở nhà nghiên cứu cái chiến thuật thi đấu bóng đá của đội tuyển Ba Lan ấy. Lại nghiên cứu lại bóng đá. Chứ làm sao? Này, này, bỏ ra. Tôi xin ông đấy. Ông bỏ mấy cái thứ bớ bẩn này đi cho tôi nhờ. Này, ông định bóp chết tôi đấy ạ? Này, cái gì đấy? Dạ thưa bố ạ, đây là cái thực phẩm chức năng để chống rụng tóc và tóc bạc sớm. Bố uống đi, rồi ra đây với con. Bóp mạnh thế. Nhìn lên, uống đi. BoniHair. Này, ông đừng có lừa tôi và cho tôi uống thuốc cai nghiện bóng đá đấy nhá. Này, có cái loại thuốc đấy á thì tôi đã mua cho vợ tôi và cho ông rồi. Uống đi. Nào, nghiên cứu. Mất việc. Này, mất gì giờ? Uống đi. Uống mấy viên? 2 viên, nhanh lên. Alo, Ô em à, ôi đến lâu chưa? Ôi trời ơi, 10 phút rồi cơ à? Đợi anh tí nhá. Anh xin lỗi. Đến ngay, ok. Bye. Ô kìa, con ngồi đực rồi đấy à? Đi vào thay đồ đi. Đi đâu? Đi ra đây với tao một tí. Xem bóng đá à? Mở. Diện. Hai 25 tuổi rồi, cũng biết làm nên cơm cháo gì không? Này. Đi đâu anh? Đi xem bóng đá. Thay đồ đi. Đây rồi. Mày mặc đồ này á? Không được, thay đồ khác đi. Xem bóng đá đấy, cái gì mà đẹp. Không mặc đồ này được. Thế có đi không? Đi, nó đợi rồi. Nhá. Làm thế nào để giảm hút thuốc lá? Hãy bắt đầu bằng cách xúc miệng bằng Boni Smoke trước khi muốn hút thuốc. Boni Smoke sẽ kết hợp với nicotine trong khói thuốc làm mất vị ngon của thuốc lá, giúp bạn hết cơn thèm thuốc. Boni Smoke chưa từng thất bại. Làm thế nào để thoát khỏi chứng mất ngủ? Boni Happy kích thích tuyến yên tiết ra hormone tăng trưởng, không chỉ hỗ trợ điều trị tận gốc bệnh mất ngủ mãn tính mà còn giúp bạn cải thiện và phục hồi sức khỏe. Boni Happy cho giấc ngủ sâu và ngon hơn. Boni Sleep với lactium và các loại thảo dược giúp an thần, dịu căng thẳng thần kinh, giảm stress, giúp dễ ngủ, ngủ ngon giấc, sảng khoái khi thức dậy. Muốn cho yên giấc ngủ sâu, Boni Sleep nhắc nhau mỗi ngày, uống vào tâm trí khỏe ngay, hăng hái làm việc như ngày 20. Gì đã? Sao lại cởi ở đấy? Hả? Anh có tin rằng tối nay Đức sẽ đè bẹp ba Lan không? Chú đệ, anh xin trân trọng với tụi bé. Đội tuyển ta chưa bao giờ kết thúc. Và tối nay Ba Lan sẽ đè bẹp Đức. Không bao giờ. Với chiến thuật 4-3-3 của tuyển Đức, làm sao mà ăn được chiến thuật 4-5-2 của tuyển Ba Lan? Thôi được. Vậy thì tối nay chúng ta sẽ cùng nhau xem trận này. Ok luôn. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Về nhà anh đi. Anh sẽ nấu cơm cho em ăn. Và chúng ta cũng thưởng thức hai món này. Ok. Nhất trí thôi. Đi.